sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Vingroup từ bỏ Vinpearl, lãnh đạo Bộ Giao thông nói gì? Tập đoàn Vingroup đã gửi văn bản lên Bộ Giao thông Vận tải chính thức xin rút khỏi lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không chỉ sau một thời gian ngắn doanh nghiệp này xúc tiến các thủ tục để thành lập hãng không Vinpearl. Đại diện Vingroup cho biết quy định được cho là nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược là công nghệ và công nghiệp của tập đoàn này. Đồng thời, quy định này không ảnh hưởng đến mảng đào tạo phi công do trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao ngành hàng không Vin Aviation đảm nhiệm. Khóa đào tạo đang triển khai vẫn tiếp tục được duy trì với đầy đủ những cam kết đã có với học viên trước đó. Vingroup vẫn sẽ tiếp tục tham gia các dự án xây dựng cải tạo hạ tầng hàng không trên cả nước. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, thị trường hàng không Việt Nam rất tiềm năng và đang phát triển mạnh, nhưng cũng có các công ty lớn đang tham gia. Ông Quang nói, tuy nhiên, việc Vingroup đầu tư mạnh vào hàng không có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung, gây lãng phí cho xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng cần tập trung cho việc phát triển mảng công nghệ, công nghiệp của mình. Vì vậy, chúng tôi quyết định rút lui. Theo luật đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án thành lập Vinpearl Air của tập đoàn Vingroup. Do đó, theo luật đầu tư thì Bộ Giao thông Vận tải chỉ có văn bản góp ý về việc tập đoàn Vingroup xin rút khỏi lĩnh vực này thôi. Lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nên việc dừng dự án thành lập hãng không Vinpearl Air là do doanh nghiệp quyết định. Nguyên nhân có thể có nhiều lý do mà họ thấy không còn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp nữa. Giới chuyên gia bình luận, quyết định này của Vingroup ở góc độ kinh doanh là hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh áp lực hạ tầng hàng không chưa được giải quyết, sự gia tăng các hãng hàng không và số lượng tàu bay thì chỉ càng làm cho cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, đe dọa an toàn bay, thậm chí cùng dìm nhau xuống đáy. Tại thị trường nội địa, hiện hàng không Việt Nam có sự tham gia của 5 hãng hàng không. Nếu như không tính đến Vinpearl Air thì còn 2 hãng hàng không khác đang chờ phê duyệt để được bay, bao gồm Kai Air và Viettravel Airlines. Theo Kiều Linh, VN Economy, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.